Buổi thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 vừa kết thúc vào sáng ngày hôm nay. Giữa muôn vàn tâm trạng hỗn độn của các sĩ tử, người thì vui, người thì buồn, thì có lẽ hai nhân vật được đề cập tới nhiều nhất lúc này chính là Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Sau buổi thi sáng ngày hôm nay, MV 2 triệu năm của Đen Vâu đã chính thức xoán ngôi top 1 trending mà Hoàng Thùy Linh đang đứng trước đó. Tất cả là vì đề thi môn ngữ văn với câu hỏi quan trọng nhất chiếm 5 điểm, rơi vào tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hình ảnh sông nước chính là bối cảnh của MV 2 triệu năm. Vì vậy, nhiều học sinh đã tỏ ra khá đau đớn khi theo Hoàng Thùy Linh ôn đề mà bỏ qua Đen Vâu. Bên cạnh đó, hàng loạt ảnh chế cũng được ra đời nhằm gửi lời cảm ơn tới Đen Vâu cũng như réo gọi tên Hoàng Thùy Linh khắp mọi ngóc ngách vì đem cả vũ trụ văn học vào mà vẫn chật lất. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì các bạn ơi, bài hát được viết ra cũng chỉ giúp chúng ta giải trí thư giãn mà thôi. Đừng quá tin tưởng hay là phụ thuộc để rồi bị lệch tổ nhé. Chúc mừng các bạn đã vượt qua ngày thi đầu tiên. Hãy tập trung toàn lực cho các ngày thi sau nhé.